giả và các bạn. Khi nói đến Trung Thu thì chúng ta không thể không nói đến chị Hằng, chú Cuội, những chiếc lồng đèn, tiếng trống cùng những lễ hội tưng bừng vui nhộn của ngày Trung Thu. Sau đây kính mời quý khán thính giả và các bạn cùng thưởng thức bài múa Đón Trung Thu sáng tác của thầy Cao Minh Hưng do nhóm múa Queens của các bạn đến từ thiếu nhi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Và đó là